Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút ngày thứ Bảy trên VTV2. Quý vị và các bạn thân mến, có rất là nhiều phương pháp để có thể tăng chiều cao ở trẻ em mà chúng ta cũng đã biết rồi. Tuy nhiên thì phương pháp nào là một phương pháp an toàn và hiệu quả thì không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể biết. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến trường quay chuyên gia bác sĩ Lê Thị Hải để giúp cho quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Vâng, xin chào Hương Quỳnh, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngay sau đây. Khi mà xã hội ngày một phát triển, kinh tế mỗi gia đình ngày càng ổn định thì các bậc phụ huynh càng có mong muốn cho con mình được phát triển toàn diện, không những về thể chất, tinh thần, học vấn mà còn về ngoại hình. Đặc biệt, so với thế giới, người Việt chúng ta thường có chiều cao khiêm tốn so với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, ước mong con có một chiều cao lý tưởng luôn là niềm mong mỏi của phụ huynh ngày nay. Thế nhưng, làm thế nào để giúp con có thể tăng được chiều cao một cách an toàn, hiệu quả là câu hỏi khó với nhiều người. Với chị Hạnh cũng vậy. Chị Hạnh có con năm nay 12 tuổi, bé có chiều cao thấp hơn so với các bạn cùng lớp. Vợ chồng chị Hạnh cũng đã tìm rất nhiều phương pháp để cải thiện chiều cao cho con nhưng không hiệu quả. Tôi đã tìm đến rất nhiều các sản phẩm để tăng chiều cao, rồi thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con. Nhưng chiều cao của con vẫn không được cải thiện. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là tiêm hormone cho con để con có thể cao được như bạn bè. Sau một lần đi khám dinh dưỡng, chị Hạnh được bác sĩ tư vấn nên cho con ăn uống điều độ, tăng cường tập luyện thể dục thể thao kết hợp cùng với sử dụng viên uống tăng chiều cao Vitin có chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chị Hạnh rất mong sản phẩm này có thể giúp con tăng chiều cao an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị khán giả, thưa chuyên gia, có lẽ là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã đoán ra được nội dung của chương trình ngày hôm nay là gì rồi đúng không ạ? Hiện nay thì có rất nhiều bậc phụ huynh đang tìm kiếm những cái sản phẩm để giúp cho con em mình có thể phát triển được chiều cao một cách tốt nhất. Tuy nhiên thì mọi người cũng đang có rất là nhiều mông lung, không biết là lựa chọn những cái sản phẩm như thế nào thì tốt. Vậy thì trước tiên, bác sĩ có thể chia sẻ đối với quý vị khán giả là hiện nay có những cái biện pháp gì để giúp cho trẻ có thể tăng chiều cao được không ạ? Vâng. Phải nói là cái mong muốn con mình có một cái chiều cao lý tưởng, có một cái vóc dáng đẹp thì đấy là cái mong muốn rất là chính đáng và của tất cả những cái bậc làm cha mẹ của chúng ta. Và khi mà xã hội của chúng ta ngày càng phát triển hơn lên ý, thì con người của chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta có kiến thức thì cái hình dáng, hình thức bên ngoài rồi cái sức khỏe cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thế chính vì cái điều đó cho nên là tôi nghĩ là hiện nay quan tâm đến cái vấn đề mà tăng chiều cao cho con, làm cách nào để tăng chiều cao cho con thì là cái điều mà được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Thế chúng ta đều biết là cái mà vấn đề tăng chiều cao cho trẻ em ấy thì thứ nhất là cái chúng ta phải hiểu là chiều cao nó phụ thuộc vào những cái yếu tố nào. Thì thứ nhất là phụ thuộc vào yếu tố di truyền thì chúng ta không thể tác động được rồi. Thế còn này, thứ hai là về dinh dưỡng này, rồi luyện tập thể dục thể thao này, rồi vấn đề về môi trường sống các thứ vân vân. Thế thì hiện nay thì nếu mà nói về các cái phương pháp để tăng chiều cao cho trẻ thì cái phương pháp tự nhiên mà chúng ta thường làm nhất đó là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng. Bởi vì chế độ dinh dưỡng đóng góp đến hơn 30% về cái vấn đề phát triển chiều cao cho trẻ. Cho nên là việc mà có một cái chế độ ăn đúng đắn, cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất cần thiết hay là chúng ta lựa chọn thêm, bổ sung thêm những cái thực phẩm mà bảo vệ sức khỏe mà có tác dụng tăng cường phát triển chiều cao cho trẻ thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và tất nhiên bên cạnh cái phương pháp này, cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cũng phải kèm thêm là cái vấn đề luyện tập thể dục thể thao cũng như là chăm sóc đến cái sinh hoạt giấc ngủ cũng như là vận động của trẻ, cái môi trường sống của trẻ nữa. Thế còn cái phương pháp thứ hai thì chúng ta hiện nay cũng rất nhiều các bà mẹ tìm kiếm, đó là cái phương pháp mà chúng ta liệu pháp, người ta gọi là hiệu pháp hormone. Đấy, hiệu pháp hormone tức là liệu pháp hormone tức là chúng ta bổ sung cái hormone tăng trưởng, tức là hormone GH ấy, là hormone do cái thùy sau của tuyến yên tiết ra để giúp cho trẻ phát triển chiều cao. Thì cái biện pháp này thì có một cái điều là chúng ta cứ nghĩ là cứ con mình thấp là mình cứ uống cái hormone vào là cao, thì đấy là cái quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cái thiếu hormone tăng trưởng này chỉ có gặp ở một số trẻ thôi, tức là những cái cháu bé nào mà bị cái tổ vì về ảnh hưởng, ví dụ như là bị cái suy giảm cái tuyến yên ấy, làm cho cháu không tiết đủ được cái hormone tăng trưởng đó, thì chúng ta mới bổ sung thì mới có hiệu quả thôi. Chứ còn nếu như là con của chúng ta vẫn hoàn toàn bình thường,
cái tuyến yên không có vấn đề gì, nó vẫn tiết đầy đủ các hormone tăng trưởng, thì nhiều khi các bạn bổ sung vào lại còn mang lại những cái biến chứng nguy hiểm. Ví dụ như là thừa hormone tuyến yên thì có thể gây nên cái tình trạng như bệnh to đầu chi, là u não, thứ vân vân, gặp rất là nhiều nguy hiểm. Cho nên là cái biện pháp mà dùng cái hormone thay thế, tức là chúng ta bổ sung thêm cái hormone tăng trưởng ấy, thì các bạn phải hết sức cẩn thận, tức là các bạn phải cho con đi khám đúng chuyên khoa nội tiết với những cái xét nghiệm sâu về chuyên khoa để bác sĩ có cái xác định chuẩn đoán chắc chắn là con bạn ở đây thấp chiều cao là do thiếu hormone tăng trưởng thì chúng ta mới được bổ sung, chứ không phải chúng ta bổ sung bừa bãi được. Thế còn cái biện pháp nữa là cái biện pháp phẫu thuật kéo dài chi. Thế thì cái phương pháp này thì nó có một cái ưu điểm là có nghĩa là ví dụ như là cái phương dùng cái phương pháp tự nhiên thì hay là ngay cả vùng hormone thì nó cũng chỉ có từng cái lứa tuổi nhất định để chúng ta bổ sung thôi. Qua tuổi dậy thì khi mà trẻ đã bắt đầu trưởng thành rồi thì chúng ta có dùng hormone tăng trưởng cũng chả có tác dụng, mà chúng ta có dùng cái bổ sung các cái vitamin khoáng chất, những cái dưỡng chất mà tăng phát triển chiều cao cũng chả có tác dụng. Thì cái biện pháp này nó có một cái lợi thế là nó có thể vẫn có thể can thiệp được tăng chiều cao bằng cách là kéo dài chi, tức là đến cái tuổi trưởng thành rồi chúng ta vẫn có thể cao được thêm vài cm nữa. Thế nhưng mà chúng ta đều biết rồi, dính đến phẫu thuật thì vô cùng là phức tạp, rất là khó khăn, rất là đau đớn, và thậm chí là có những cuộc phẫu thuật mà thất bại, có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, rồi chúng ta phải nằm hàng năm trời để kéo. Đấy, người ta tức là cái phương pháp này phẫu thuật đấy, tức là ta cưa xương chân ra, xong bắt đầu là dùng máy móc người ta lắp vào, người ta kéo dần để cho bắt đầu cái căn nó dài ra, nó sắp nối lại với nhau. Đấy thì cái biện pháp này thứ nhất là rất là tốn kém, đau đớn, và thứ hai nữa là mang lại rất nhiều những cái phiền phức và thậm chí những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Thế cho nên là tóm lại thì tôi nghĩ là trong tất cả những cái phương pháp tăng chiều cao thì có lẽ là cái phương pháp tự nhiên, tức là phương pháp chúng ta dùng cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thế rồi chúng ta dùng cái phương pháp luyện tập thể dục thể thao, rồi là chúng ta giúp cho trẻ vận động, thế rồi là giúp cho trẻ có một cái giấc ngủ tốt, thế rồi chúng ta có một cái môi trường sống trong lành từ nhỏ cho trẻ, thì tôi nghĩ đấy là quan trọng nhất. Và trong cái biện pháp tự nhiên này thì tóm lại dinh dưỡng đầy đủ, cân đối, cung cấp cho con đầy đủ những dưỡng chất quan trọng cần thiết để phát triển chiều cao, thì tôi nghĩ đấy là phương pháp ưu việt nhất. Dạ vâng, vừa rồi thì bác sĩ cũng đã nói rất là nhiều và rất là kỹ về cái vấn đề là bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ sẽ giúp cho trẻ phát triển được chiều cao tốt nhất. Vậy thì các bậc phụ huynh của chúng ta nên bổ sung dinh dưỡng cho trẻ như thế nào để giúp trẻ có thể tăng được chiều cao, và dinh dưỡng thì nó có phải là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp trẻ có thể phát triển được chiều cao hay không ạ? Thế thì trong các cái yếu tố mà đóng góp vào cái tăng chiều cao cho trẻ thì tôi cũng lại xin nhắc lại là như thế này. Tức là cái yếu tố đầu tiên thì chúng ta nói đến yếu tố di truyền. Và rất nhiều các bậc phụ huynh của chúng ta cũng vẫn luôn có quan niệm bố mẹ thấp bé thì con còi cọc. Thế thì cái đây quan niệm này cũng không đúng lắm đối với những cái nước mà đang phát triển trên đất nước chúng ta. Bởi vì những cái nước, cái yếu tố di truyền này nó chỉ đúng với những cái nước đã phát triển rồi, tức là những cái nước mà người ta đã có cái điều kiện sống rất là tốt, chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập, rồi cái môi trường sống rất là tuyệt vời rồi, thì yếu tố di truyền rất là quan trọng. Nhưng mà đối với những cái nước mà đang phát triển như đất nước chúng ta thì yếu tố di truyền lại chỉ đóng góp hơn 20% thôi. Đấy. Thế còn thì cái yếu tố về dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất, đóng góp tới hơn 30%. Đấy. Dinh dưỡng ở đây thì bao gồm gì? Bao gồm một cái chế độ ăn cân bằng, đầy đủ chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất. Và chúng ta có thể, nếu mà chế độ ăn của chúng ta không đáp ứng đủ thì các bạn hoàn toàn có thể tìm mua những cái thực phẩm bổ sung. Đấy, là có thể bổ sung thêm những cái dưỡng chất quan trọng này. Và trong cái vấn đề về dinh dưỡng này thì cái quan trọng nhất là chúng ta bổ sung những cái nhóm dưỡng chất như là canxi, vitamin D3, vitamin B3, rồi MK7, tức là vitamin K2, rồi các cái nhiều các cái dưỡng chất khác nữa. Đấy, rất là quan trọng để chúng ta bổ sung vào. Đấy là cái liệu pháp về dưỡng qua chế độ ăn uống hoặc qua chúng ta bổ sung những cái thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. Thế đấy là cái điều mà rất là quan trọng. Vâng. Thế còn thì là cái yếu tố nữa mà để tăng phát triển chiều cao đấy thì là yếu tố về vận động thể dục thể thao. Thế thì tóm lại trong tất cả những cái khi mà chúng ta đề cập đến những cái yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chiều cao thì tất cả những cái di truyền chúng ta không thể tác động được rồi, đúng không ạ? Thế rồi là phải nói là cái môi trường sống, rồi là ấy các thứ thì cũng không phải là gia đình nào cũng có điều kiện để sống trong cái môi trường, ai cũng muốn sống trong cái nơi môi trường trong lành, nhưng mà cũng phải là ai cũng có điều kiện đâu. Nhất là trong cái hoàn cảnh cái nền kinh tế của nước ta nó cũng chưa là phát triển lắm. Ai cũng muốn sống ở cái chỗ trong lành, không khí trong lành, ai cũng muốn sống cho con mình sống ở một cái chỗ tốt, nhưng mà không phải là điều kiện của chúng ta cũng không thể có. Cho nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà quan trọng nhất để chúng ta tác động đến phát triển chiều cao của trẻ đó chính là yếu tố dinh dưỡng. Thế cho nên phải nói là dinh dưỡng, tôi xin nhắc lại, là một trong những cái biện pháp quan trọng nhất để giúp cho các bậc phụ huynh có thể cho con phát triển chiều cao. Và cũng rất nhiều những công trình khoa học chứng minh là bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối thì chắc chắn sẽ giúp cho con cải thiện chiều cao rất là nhiều. Và một cái bằng chứng các bạn cũng thấy rất là rõ là nếu như trẻ em của chúng ta mà được sống ở những cái nước đang phát triển,
ở những cái nước đã phát triển rồi, ví dụ những cái nước châu Âu, thì người Việt Nam cũng có, trẻ em Việt Nam cũng có một cái chiều cao ngang bằng với các nước trên thế giới. Hay là chúng ta chỉ cần nhìn trẻ em ở vùng nông thôn và vùng thành phố thôi. Đấy, các bạn thấy không? Rõ ràng là cùng là ông bà, cha mẹ, nguồn gốc là ở quê. Thế nhưng mà những anh chị em mà sinh sống ở những thành phố lớn, khi về quê thì chúng ta thấy con cái của chúng ta cao hơn rất nhiều. Vâng ạ. Thậm chí khoảng 10cm so với các anh chị em họ của nó. Thế rõ ràng đấy là một cái bằng chứng rất là cụ thể để chứng minh cho các bạn thấy rằng là rõ ràng là yếu tố dinh dưỡng và chăm sóc đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với thể phát triển tất triển chiều cao của trẻ. À, vâng, việc ăn uống bổ sung dinh dưỡng thì không phải là lúc nào cũng đầy đủ, mà chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm để giúp cho trẻ có thể bổ sung những cái chất như bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu là canxi, nano này, vitamin D3 hay MK7. Vậy thì các bậc phụ huynh cần phải lưu ý cái điều gì khi mà lựa chọn những cái sản phẩm dinh dưỡng tăng chiều cao cho trẻ ạ? Trong cái vấn đề mà chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất mà để tăng phát triển chiều cao cho trẻ thì có lẽ đầu tiên đó là canxi. Bởi vì là canxi là cái thành phần rất là quan trọng của xương. Nó nguyên ở trong xương và răng, nó chiếm tới bao nhiêu là tiến hơn 99%. Đấy. Chỉ có 1% là lưu hành ở trong máu thôi. Thế cho nên phải nói là cái việc mà tăng chiều cao cho trẻ thì việc bổ sung canxi là vô cùng quan trọng. Nhưng mà việc mà chúng ta lựa chọn được cái loại canxi mà dễ hấp thu cho trẻ thì cũng rất là quan trọng. Và canxi dạng nano là cái canxi hữu cơ mà hấp thu tốt nhất. Bởi vì nó có cái tỷ trọng phân tử rất là nhỏ. Thế cho nên là cái khả năng hấp thu của nó tốt hơn. Cho nên canxi nano là cái canxi mà là một cái lựa chọn tốt nhất khi mà các bạn lựa chọn canxi để bổ sung cho con. Tuy nhiên thì khi bổ sung canxi vào trong cơ thể thì không phải là canxi nó tự đi vào trong cơ thể được, mà nó phải cần có hỗ trợ của thêm những các cái vitamin và khoáng chất khác nữa. Đầu tiên là chúng ta phải nói lên cái vai trò, nếu như mà không có vitamin D3 thì chỉ có 10% canxi được hấp thu ở trong cơ thể thôi. Và cái lượng canxi không được hấp thu vào trong máu thì vậy nó sẽ lắng đọng lại, rồi gây tình trạng táo bón. Nó có thể gây cái tình trạng lắng đọng ở những cái mô mềm, gây vôi hóa mô mềm, lắng đọng ở hệ thận tiết niệu, còn gây tình trạng thỏi thận tiết niệu. Thế cho nên là nó để lại những cái tác dụng phụ mà chúng ta hay thường, ví dụ như là táo bón, là các bà mẹ cứ nói là cho con uống canxi chỉ sợ con bị nóng, rồi táo bón nóng trong người, cái thứ vân vân đấy. Thế thì nó sẽ mang lại không những hiệu quả, tại vì chỉ có 10% hấp thu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bổ sung thêm vitamin D3 vào thì cũng chỉ có 40% canxi được hấp thu vào trong cơ thể thôi. Đấy. Thế còn lại thì nó cũng không được hấp thu đầy đủ. Thế chính vì vậy cho nên là đồng thời chúng ta phải bổ sung thêm cả MK7. Thế thì vai trò của cả MK7 thì người ta vẫn ví nó như là một người dẫn đường, tức là đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Đấy, đó là xương, đó là răng, đó là những cái nơi cần thiết. Và đồng thời nó lại đưa canxi ra khỏi nơi cơ thể của chúng ta không cần, tức là nó tránh cái tình trạng lắng đọng canxi ở các cái bộ phận như tôi đã nói ở trên, gây lên những cái tác dụng phụ đối với cơ thể. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta bổ sung canxi cho con, chúng ta phải chọn cái loại sản phẩm mà nó có đa dạng. Trong đó chủ yếu quan trọng nhất là phải là canxi dạng nano kèm theo vitamin D3 và MK7. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm đó còn chứa thêm một loạt những các cái dưỡng chất rất là quan trọng giúp cho xương phát triển, ví dụ như là magie, boron, silic, DHA. Thế rồi đối với ở cái lứa tuổi lớn thì có thể thêm cái dưỡng chất choroitin nữa, thì thành phần sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Cái tiêu chuẩn thứ hai là chúng ta lựa chọn cái sản phẩm mà nó có phù hợp với từng cái lứa tuổi bổ sung khác nhau. Bởi vì chúng ta đều biết là trẻ em bắt đầu từ 6 tháng trở lên chúng ta có thể bổ sung được thêm những cái sản phẩm bổ sung rồi. Thế thì nó phải phù hợp với từng lứa tuổi. Thứ hai là cái liều lượng, rồi là cái hàm lượng các cái chất ở trong đấy nó cũng phù hợp với từng lứa tuổi. Thế thì nó mới mang lại hiệu quả. Và một cái tiêu chí nữa là chúng ta lựa chọn là khi các bạn lựa chọn thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm có uy tín ở trên thị trường, đã được rất nhiều các bậc phụ huynh tin dùng, có hiệu quả và được phân phối bởi những nhà phân phối có uy tín ở trên thị trường. Thứ hai là được cấp giấy phép của cơ quan chức năng. Đấy, thì đấy là những cái lưu ý mà khi các bạn lựa chọn cái sản phẩm đấy thì tôi nghĩ là sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất để giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái chiều cao cho con em mình. Thì bây giờ trên thị trường có rất là nhiều các cái sản phẩm bổ sung cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ tăng phát triển chiều cao của trẻ. Nhưng mà theo tôi thì theo tìm hiểu thì tôi thấy là cái bộ sản phẩm tăng chiều cao Giftin của công ty dược phẩm Minh Gia thì nó có rất là nhiều những cái điểm ưu điểm và những cái điểm vượt trội. Thứ nhất là ví dụ như là nói về cái sản phẩm cái viên uống Giftin để dành cho trẻ bắt đầu từ tuổi dậy thì, tức là khoảng dậy thì và tiền dậy thì, tức là khoảng từ 10 đến 18 tuổi ấy, thì nó thứ nhất đây là nó có ưu điểm là thứ nhất là cái hàm lượng vitamin MK7 là cao hơn này, hàm lượng canxi cao hơn này, nó phù hợp với cái lứa tuổi của cái cháu ở cái giai đoạn cuối cùng, tức là giai đoạn vàng để phát triển chiều cao. Và đặc biệt là trong sản phẩm có bổ sung thêm choroitin, tức là một trong những cái dưỡng chất rất là quan trọng, có tác dụng làm cho cái sụn tiếp hợp, tức là cái sự điểm tiếp giáp giữa hai đầu xương nó
dài ra nhanh hơn để nó vọt chuyển hóa thành xương, cho nên là đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để tăng phát triển chiều cao. Và thứ ba là cái dạng viên dập là cái viên mà cũng rất là dễ sử dụng, rất là dễ uống cho trẻ ở cái lứa tuổi này. Thế rồi là ngoài cái thành phần canxi ra thì trong cái viên uống này còn chứa rất nhiều các cái thành phần quan trọng khác là magie, carbon, silic, boron, DHA. Thì những cái thành phần rất là quan trọng để phối hợp vào giúp cho trẻ tăng phát triển chiều cao một cách tối đa. Đấy. Và ở đây đặc biệt là cái hàm lượng vitamin K2 cũng khá là cao. Mà vitamin K2 thì ngoài tác dụng là kích hoạt cái protein vận chuyển canxi thì nó còn có tác dụng tăng tổng hợp collagen. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên là làm cho xương không những chắc khỏe mà lại còn dẻo dai nữa. Đấy, có nghĩa là cháu vừa cao lớn nhưng mà xương của cháu lại rất là khỏe mạnh, tránh bị chấn thương khi tập thể dục thể thao hay cũng như là va đập. Một cái ưu việt thứ hai của cái bộ sản phẩm Vitin tăng chiều cao của công ty dược phẩm Vinh Gia này, thứ nhất là canxi ở đây là canxi dạng nano thì rất là dễ hấp thu hơn so với cả canxi. Thì chúng ta đều biết là không phải là canxi nào là cơ thể chúng ta uống vào nó cũng hấp thu giống nhau, mà canxi dạng nano tức là cái canxi nó có dạng lượng kích thước các phân tử rất là nhỏ, tính bằng nanomet. Thế cho nên là khi chúng ta sử dụng thì cái khả năng hấp thu của nó cao hơn 200 lần so với canxi dạng thông thường. Đấy. Cái thứ ba ở đây là MK7 thì là một cái vitamin K2 có nguồn gốc từ tự nhiên, mà đây được chiết xuất từ cái món ăn rất là thân thuộc truyền thống của người Nhật Bản, đó là món ăn natto, tức là đậu tương lên men, cho nên nó làm lại vitamin K2 có cái hàm lượng tốt nhất. Và cái ưu điểm thứ ba nữa là trong sản phẩm này thì có bổ sung đa dạng các loại vitamin và khoáng chất. Ngoài canxi ra thì còn có mangan, boron, silic, DHA. Và đặc biệt là có chứa sản phẩm chondroitin là cái sản phẩm mà có tác dụng kích thích cái sụn tiếp hợp, tức là cái dụng tiếp giáp giữa hai đầu xương làm cho xương dài ra nhanh hơn. Và cái điều nữa là đây là cái sản phẩm mà đã được, cái công thức này đã được áp dụng thành công ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì chúng ta đều biết là tuy là cùng là người châu Á nhưng mà người Hàn Quốc cũng như là người thanh niên Nhật Bản là có chiều cao cũng tương đối là ngang ngửa với các cái nước trên châu Âu, và đã được áp dụng thành công ở nước này. Và cái sản phẩm này, cái bộ sản phẩm này, cái công thức này thì đã được tư vấn bởi giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Tích Huyền, là một giáo sư rất là nổi tiếng ở trường đại học Dược. Đấy, thì đã được công thức và hiện tại thì sản phẩm đã được dùng rất là nhiều năm nay rồi, được rất nhiều các bậc phụ huynh tin dùng và được lưu hành cũng bán, cũng như là bán trên tất cả các cái hệ thống phân phối trên các cái nhà thuốc trên toàn. Sau thời gian cho con sử dụng sản phẩm viên uống tăng chiều cao chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3, MK7 và kết hợp cho con một số dinh dưỡng để sinh hoạt hợp lý thì chiều cao của con cũng đã thay đổi rõ rệt. Cháu từ một cô bé thấp nhất lớp nay đã trở lên là cao nhất lớp. Con cảm thấy tự tin và hòa đồng với các bạn hơn. Tôi thấy viên uống tăng chiều cao Vitin chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3, MK7 này rất tốt, nên tôi sẽ cho cháu sử dụng đến 5-18 tuổi và giới thiệu sản phẩm này với tất cả những người bạn của tôi. Và các bạn của tôi cũng rất là hài lòng với cái sản phẩm này và đã có những cái phản hồi rất tốt. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh có thể lựa chọn đúng cái sản phẩm tốt và phù hợp để giúp con tăng cái chiều cao tối đa, giống như sản phẩm Vitin mà tôi đang sử dụng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ sản phẩm Vitin giúp trẻ tăng chiều cao, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, cải thiện và hạn chế tình trạng còi xương, thấp còi, gãy xương và hư hỏng răng. Bộ Vitin hỗ trợ trẻ tăng chiều cao vượt trội nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3, MK7 với MK7 nhập khẩu từ Nhật Bản, cùng đa dạng các dưỡng chất cần thiết cho xương, giúp hấp thu canxi vào tận xương, tránh tác dụng phụ do việc bổ sung canxi gây nên, giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa. Bộ Vitin được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với các dạng bào chế phù hợp cho từng độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ. Cụ thể, Vitin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previtin 2 và Previtin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Vitin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa. Nên sử dụng lâu dài, kết hợp với chế độ sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hữu ích vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Sống Vui cũng xin được khép lại. Mọi câu hỏi thắc mắc quý vị có thể gọi về tổng đài 1900-1259 trong giờ hành chính hay số máy 0896-509-509 hoặc gửi thư về địa chỉ email songkhoeacongbacsitivan.vn, liên hệ website bacsitivan.vn. Một lần nữa, Hương Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7.